Chiều ngày 27 tháng 1, tức ngày 6 tháng Giêng, Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa đã tổ chức hội nghị gặp mặt đầu xuân triển khai nhiệm vụ sau Tết Quý Mão 2023. Dự hội nghị có lãnh đạo công an tỉnh Thái Nguyên. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Minh Tú, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy, lãnh đạo các ban Hội đồng nhân dân, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, các đơn vị đóng trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Hội nghị đã thông qua các báo cáo tóm tắt tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn huyện, báo cáo công tác chuẩn bị lễ giao nhận quân năm 2023, triển khai chỉ thị số 01 ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, triển khai kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy. Theo báo cáo, công tác thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành 48 văn bản liên quan chỉ đạo các hoạt động đón Tết Quý Mão 2023. Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, kịp thời động viên thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách, các chế độ chính sách hỗ trợ người nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện, thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023. Huyện đã vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của huyện ủng hộ người nghèo và các đối tượng chính sách. Qua đó đã vận động được trên 600 triệu đồng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Huyện đã tiếp nhận và tặng quà với tổng số 8.864 suất quà với trị giá trên 5 tỷ đồng. Công tác an toàn thực phẩm, công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán được đảm bảo. Hội nghị đã triển khai nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trong đó, tập trung các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh Thái Nguyên, huyện Định Hóa. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt phương án sản xuất nông lâm nghiệp năm 2023, triển khai các nhiệm vụ trồng chè, trồng rừng năm 2023, tổ chức thực hiện Tết trồng cây ở các địa phương theo hình thức phù hợp, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đảm bảo đến cuối năm 2023, toàn huyện có thêm 6 xã gồm Lam Vĩ, Tân Thịnh, Bảo Linh, Linh Thông, Bình Thành và Quy Kỳ đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã Phú Đình, Sơn Phú, Kim Phượng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thị trấn Chợ Chu đạt chuẩn đô thị văn minh, huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.